Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong phần bản tin có những tin đáng chú ý. Tỉnh Hưng Yên điều chỉnh giá dịch vụ y tế từ ngày 1 tháng 5 năm 2019. Cảnh báo tình trạng trẻ hóa bệnh nhân tim mạch. Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên áp dụng quy tắc 5S nâng cao chất lượng khám bệnh. Những sai lầm khi tự ý mua thuốc An Cung Ngư Hoàng Hoàn để dùng cho bệnh nhân bị tai biến. Mục thầy thuốc với người bệnh là những lưu ý về bệnh thủy đậu. Bài thuốc chữa rôm sẩy, mụn nhọt từ những cây thuốc trong vườn nhà sẽ có trong mục cẩm nang y học. Cuối chương trình câu chuyện y tế sẽ đề cập đến vấn đề chữa tâm lý cho người bệnh sau tai biến chưa được quan tâm. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Thực hiện theo thông tư 37 của Bộ Y tế về điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh ngoài bảo hiểm y tế, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã thông qua nghị quyết số 202/2019/ND/HĐ-NG, điều chỉnh hơn 2.000 giá dịch vụ, cụ thể 9 dịch vụ khám chữa bệnh, 6 dịch vụ ngày giường và hơn 1.930 giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2019. Tuy nhiên, không phải tất cả các dịch vụ đều thay đổi theo hướng tăng, có một số dịch vụ đã giảm như giá dịch vụ khám bệnh tại các bệnh viện hạng 1, 2, 3, trạm y tế xã. Theo đánh giá, những thay đổi này cơ bản không ảnh hưởng nhiều đến trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách xã hội và nhằm nâng cao ý thức, tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có công văn chỉ đạo các sở ngành phối hợp thực hiện nghị quyết này. Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công ty Cổ phần Dược Việt Mông Cổ Vimot tổ chức hội nghị khởi động triển khai sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đối tượng nhận sổ là các bà mẹ đang mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ sinh sống trên địa bàn toàn tỉnh. Sổ này sẽ dùng để tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai, trong và sau sinh, chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sổ cũng sẽ giúp cho mọi người nắm được lịch sử bệnh tật của bé để có hướng chẩn đoán và xử lý kịp thời. Cuốn sổ này tiện dụng vì có thể sử dụng thay thế cùng lúc cho nhiều loại sổ giấy tờ khác. Tại tỉnh ta, từ năm 2016 đến năm 2018, sổ đã được triển khai thí điểm tại 6 huyện, thành phố. Năm 2019, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ tổ chức triển khai cấp sổ tại các huyện, thị xã còn lại trên địa bàn tỉnh. Công ty Cổ phần Việt Mông Cổ sẽ phối hợp tổ chức tập huấn triển khai sử dụng sổ cho cán bộ y tế, thực hiện các chương trình cấp phát truyền thông về ý nghĩa và hướng dẫn sử dụng sổ tại các xã, phường, thị trấn. Thói quen sử dụng thuốc lá, uống bia rượu, làm việc căng thẳng kéo dài có thể là những nguyên nhân đã khiến nhiều người mắc bệnh tim mạch ngay khi còn trẻ, làm cho bệnh lý này ngày càng trẻ hóa. Khoa tim mạch và lão khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện đang tiếp nhận và điều trị hơn 80 bệnh nhân, trong đó có 7 bệnh nhân dưới 60 tuổi, chiếm hơn 8%, đặc biệt có bệnh nhân tim mạch trẻ nhất chỉ 27 tuổi. Theo bác sĩ Tạ Hoàng Phong, Phó trưởng khoa tim mạch và lão khoa, tỷ lệ mắc bệnh tim mạch ở nhóm người trẻ tuổi tăng từ 3 đến 5% so với cùng kỳ và có xu hướng ngày càng gia tăng. Các bệnh tim mạch tăng huyết áp, đột quỵ thường có quá trình diễn biến âm thầm từ trước. Thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho những mầm bệnh gây tiêu chảy cấp ở trẻ nhỏ phát triển. Ghi nhận tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, từ tháng 4 đến nay, số bệnh nhi đến khám và điều trị tiêu chảy cấp tăng khoảng 20 đến 30% so với các bệnh thông thường khác. Cũng theo các bác sĩ, có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh tiêu chảy, trong đó có nguyên nhân do virus, vi khuẩn, nguy hiểm nhất là tiêu chảy do phẩy khuẩn tả, còn gọi là bệnh tả. Bệnh lây theo đường tiêu hóa qua thức ăn, nước uống bị nhiễm khuẩn khi trẻ cầm nắm đồ chơi hoặc chạm tay vào chỗ có virus rồi đưa tay lên miệng. Khi trẻ bị tiêu chảy thường đi ngoài phân lỏng 3 lần hoặc nhiều hơn mỗi ngày với các triệu chứng kèm theo là nôn, mất nước, rối loạn điện giải, nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, từ năm 2016, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã chú trọng xây dựng mô hình bệnh viện 5S và luôn đổi mới phát huy tối đa hiệu quả của bộ quy tắc này. 5S là cụm từ viết tắt 5 quy tắc làm việc của người Nhật, bao gồm các nội dung sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng. Quy tắc 5S giúp hạn chế sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng, tạo sự thông thoáng cho nơi làm việc, giảm thời gian tìm kiếm vật tư, hồ sơ. Để thực hiện tốt những nội dung này, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã thành lập tổ 5S, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các bộ phận thực hiện 5S. Bệnh viện thường xuyên cử người tham gia các lớp tập huấn 5S của Bộ Y tế. Hàng năm, bệnh viện mời các chuyên gia 5S về tập huấn cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ tại bệnh viện.
Nhờ áp dụng bộ quy tắc 5S một cách nghiêm túc, quyết liệt, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên ngày một nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, giảm thời gian chờ đợi và tạo môi trường làm việc, cảnh quan bệnh viện xanh, sạch, đẹp. Cho rằng An Cung Ngư Hoàng Hoàn là thần dược phòng ngừa đột quỵ, nên rất nhiều gia đình đã mua sẵn sản phẩm để trong nhà, dù giá cả rất đắt đỏ. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo sản phẩm không có tác dụng phòng đột quỵ, thậm chí có khi còn gây nguy hiểm tính mạng nếu dùng không đúng cách. Thuốc có tên An Cung Ngư Hoàng Hoàn lưu hành trên thị trường có nhiều nguồn gốc như Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên. Đây vốn là bài thuốc y học cổ truyền có từ lâu của Trung Quốc, có một số vị thuốc như hùng hoàng, chu sa, xạ hương là các dược liệu có độc tính và khi dùng phải có sự kiểm soát chặt chẽ về liều dùng. Theo các bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu và chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đột quỵ có hai thể khác nhau, gồm đột quỵ thiếu máu cục bộ não chiếm khoảng 85% và đột quỵ chảy máu não chiếm khoảng 15%. Khi đó, An Cung chỉ có tác dụng đối với thể thiếu máu cục bộ não. Riêng thể chảy máu não tuyệt đối không được dùng sản phẩm này, bởi chúng sẽ làm tình trạng xuất huyết của bệnh nhân trầm trọng hơn. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ đã gặp phải một số bệnh nhân đã hôn mê, xuất huyết nặng sau khi người nhà cho uống An Cung. Vì vậy, khi gặp người đột quỵ, tuyệt đối không tự ý mua thuốc, uống hoặc xoa bóp, cạo gió, chích đầu ngón tay, làm mất thời gian vàng trong điều trị, mà cần đưa đi cấp cứu kịp thời để giảm tỷ lệ tử vong và tàn phế. Để đảm bảo sức khỏe và vệ sinh môi trường, thời gian qua, các cấp ủy đảng chính quyền xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử đã tích cực tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước sạch. Từ năm 2017, hệ thống đường ống dẫn nước sạch được lắp đặt triển khai tới tất cả 5 thôn trong xã. Ủy ban Nhân dân xã đã giao cấp ủy, các tổ chức đoàn thể của thôn, xã tích cực tuyên truyền tới người dân về những lợi ích của việc sử dụng nước sạch thay vì sử dụng nước giếng khoan, nước ao hồ. Tới nay, toàn xã đã có trên 2.000 hộ đấu nối sử dụng nước sạch, chiếm trên khoảng 70% nhân khẩu, là địa phương có tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch cao của huyện Phù Cử. Việc người dân nông thôn sử dụng nước sạch sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường và đảm bảo cho sức khỏe. Đặc biệt trong thời tiết mùa hè oi bức, sử dụng nguồn nước không đảm bảo sẽ dễ mắc các bệnh đường tiêu hóa và bệnh ngoài da. Bệnh thủy đậu là bệnh rất dễ lây lan qua đường hô hấp và bùng phát thành dịch. Bệnh nếu không được điều trị đúng phác đồ và kịp thời có thể gây biến chứng nguy hiểm. Trong mục thầy thuốc và người bệnh số này, bác sĩ Nguyễn Phương Thủy, trưởng khoa da liễu, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên sẽ cung cấp tới quý vị những thông tin hữu ích giúp nhận biết và phòng tránh căn bệnh này. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình tạp chí sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa bác sĩ, là bác sĩ có thể cho biết bệnh thủy đậu là gì và những dấu hiệu nhận biết của bệnh? Bệnh thủy đậu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, bệnh dễ lây lan. Thế và cũng có thể xảy ra nhiều biến chứng. Bệnh thủy đậu thì thường là trải qua 4 giai đoạn. Giai đoạn ủ bệnh, cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn khởi phát. Cái giai đoạn này thì bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện như là bệnh nhân có thể là sốt nhẹ, người mệt mỏi, ăn kém và đau họng. Thế trên da thì xuất hiện những cái rát đỏ, thế và có thể là có hạch ở sau tai. Đến giai đoạn thứ ba là giai đoạn toàn phát. Ở giai đoạn này thì các triệu chứng thì rầm rộ hơn, bệnh nhân có thể là sốt cao, người thì mệt mỏi nhiều, ăn kém, họng thì đau, có thể là còn theo cả đau đầu nữa. Thế và các biểu hiện là các mụn nước, bọng nước là mọc lên nhiều. Và đặc điểm của những cái mụn nước, bọng nước bệnh thủy đậu là mọc thành từng đôi một, có nõm giữa. Thế vị trí thì phân bố là ở khắp toàn thân và có thể cả ở trong niêm mạc nữa. Thế và giai đoạn thứ tư là giai đoạn đuôi bệnh, phỏng nước đấy nó sẽ vỡ đi và đóng lại, đóng cái vẩy tiết khô. Và sau một thời gian thì nếu mình chăm sóc tốt thì những cái vẩy tiết đấy nó sẽ bong ra và để lại rát thâm và không để lại sẹo. Như bác sĩ đã nói thì bệnh thủy đậu cũng sẽ gây ra những cái biến chứng. Vậy thì những cái biến chứng đó là gì và mức độ nguy hiểm ra sao ạ? Bệnh nhân có thể nhiễm trùng, thế nhiễm trùng tại chỗ vết thương này, nhiễm trùng máu này. Thế và một biến chứng nữa là bệnh nhiễm chứng về viêm phổi. Thế và một cái nữa là bệnh nhân có thể là biến chứng viêm lão màng não. Thế và viêm một cái nữa là viêm cầu thận và viêm thận. Thế và đặc biệt là ở phụ nữ có thai mà những cái giai đoạn mà chuẩn bị sinh hoặc là sau sinh mà mẹ bị thủy đậu thì có thể là làm nghĩa là lây sang con. Thế mà khi lây sang con thì con thường để lại những cái biến chứng như là
thường gặp như là biến chứng của viêm tay giữa hoặc biến chứng của cái viêm thanh quản. Thủy đậu là một bệnh truyền nhiễm, vậy thì bác sĩ có thể đưa ra những cái lời khuyên gì để người chăm sóc người bệnh thủy đậu được giúp cho người bệnh mau khỏi bệnh và bản thân thì lại không bị lây nhiễm bệnh? Cái thứ nhất là phải cho bệnh nhân nằm phòng thoáng mát, cách ly với người xung quanh. Thế và cái thứ hai nữa là khi mà người vào chăm sóc bệnh nhân ấy thì phải đeo khẩu trang, đeo găng tay và rửa xà phòng trước và sau khi chăm sóc. Khuyên bệnh nhân là mặc những cái quần áo mà rộng, mỏng, mềm, thế và tắm rửa hàng ngày. Cái những cái nốt phỏng đấy ta không nên cậy, không nên làm cho nó vỡ để tránh coi như là nó nhiễm trùng. Đấy, cái thứ hai nữa là khuyên bệnh nhân là không nên tắm các nước lá hoặc đắp những cái lá lên những cái mụn. Bệnh nhân là nên ăn những cái thức ăn lỏng, uống nhiều nước, nhất là hoa quả tươi để giúp cho lưng sao sức đề kháng để cho bệnh nhanh khỏi. Thưa bác sĩ, là bác sĩ có thể đưa ra những cái khuyến cáo để giúp cho người dân phòng tránh không bị mắc bệnh thủy đậu ạ? Cái thứ nhất là khi mà bệnh nhân bệnh thủy đậu thì ta hạn chế tiếp xúc để tránh phòng tránh lây nhiễm cho chính bản thân mình. Thế và một cái nữa là ta phải thường xuyên vệ sinh nhà cửa hoặc những cái đồ dùng sinh hoạt cá nhân bằng những cái dung dịch sát khuẩn. Thế và thường xuyên súc miệng họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý. Thế và một cái nữa là khuyến cáo cho tất cả những bà mẹ có con là trên 12 tháng tuổi thì lên đi tiêm phòng vaccine thủy đậu. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi. Thời tiết đang bước vào mùa hè, thời tiết nóng bức, trẻ em rất dễ mắc các bệnh ngoài da như rôm sẩy, mụn nhọt. Tuy nhiên, đây là những căn bệnh có thể chữa khỏi bằng những cây thuốc dễ kiếm quanh nhà như là sái đất, thậm chí là quả chanh. Trong một cẩm nang y học số này, bác sĩ Luyện Thị Hằng, trưởng khoa Đông y, Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ sẽ giới thiệu tới quý vị bài thuốc trị các bệnh về da kể trên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Rôm sẩy thì nó người ta chia làm 4 loại. Thế là rôm sẩy tinh thì là những cái rôm chính là những cái rôm sẩy mà nó những mụn nước nhỏ nổi lên trên mặt da, thì những cái loại này thì nó không gây đau, có thể ngứa một chút, gây khó chịu thì cái loại này là mức độ nhẹ. Và thứ hai là rôm sẩy đỏ thì nó là những rôm sẩy mà sâu và nó một lần đỏ và gây đau và gây ngứa rất nhiều. Và thứ ba là rôm sẩy mủ thì loại này nó là do viêm nang mồ hôi gây ra. Và loại thứ tư là mại sôi, nữa là rôm sẩy sâu ấy, thì loại này thì là do cái tuyến mồ hôi nó bị tắc nhiều và khi mồ hôi nó bài tiết ngược lại vào trong da. Với những bệnh rôm sẩy thông thường mà chỉ gây ngứa thì chúng ta có thể điều trị ở nhà, chúng ta có thể áp dụng một số các cái vị thuốc mà chúng ta có thể kiếm được ở nhà để tắm mát. Thứ nhất là tắm bằng lá chè xanh này, vì chè xanh nó có tính kháng khuẩn rất tốt thì chúng ta để mua lá chè xanh về rửa thật sạch dưới vòi nước chảy, sau đó vò nát rồi nấu lên tắm. Thứ hai hoặc là chúng ta có thể áp dụng thứ hai là tắm bằng quả mướp đắng. Ta lấy khoảng hai quả mướp đắng, sau đó giã nhỏ ra cho vào một cái khăn sôi nọc để lấy nước, rồi pha lấy nước để tắm cho trẻ. Nhưng tốt nhất là chúng ta lấy những quả vẫn còn xanh, không nên lấy những quả mà nó đã chuyển sang màu đỏ rồi. Thứ ba là chúng ta có thể dùng cây sái đất. Chúng ta có thể lấy khoảng 300g sái đất, sau đó giã nát rồi nấu lên lấy nước tắm cho trẻ. Người ta cũng có thể áp dụng tắm với gừng tươi ấy. Bạn có thể lấy 70g gừng tươi này, để cả vỏ, rửa thật sạch, giã nát, sau đó lấy cái khăn chấm lấy nước cốt bôi lên vùng rôm sẩy. Ngày có thể bôi như thế khoảng 2 đến 3 lần. Còn nếu không có thể lấy khoảng 50g giã ra đun lấy nước tắm vừa đủ thôi. Và nếu như không có những loại đấy thì chúng ta có thể tắm với một chút muối và chanh. Nhưng chanh với muối thì không nên cho quá nhiều vì sẽ gây sót. Thường thì chúng ta cứ ít nhất kéo khoảng từ 3 đến 5 ngày. Còn ví dụ một số loại như là mướp đắng hoặc chúng ta còn có thể tắm thường xuyên cho trẻ để tránh mụn nhọt rôm sẩy. Khi tắm ấy thì chúng ta có thể để cho da nó tự khô đi chứ không dùng cái khăn người trà sát nhiều, hoặc là chỉ chấm nhẹ thôi.
Vì khi cọ sát nhiều nó sẽ gây ra xước, dễ gây ra những khuẩn. Khi trẻ hoạt động, khi ra mồ hôi thì chúng ta phải làm khô. Mùa hè này thì chúng ta nên cho trẻ uống đủ nước, ăn nhiều các loại hoa quả. Như mùa này thì chúng ta có thể cho trẻ ăn dưa hấu này, các loại cam trên các loại để bổ sung nước, vitamin C. Nếu ăn được thanh long thì rất tốt, vì thanh long nó là một loại quả có thể giúp thanh nhiệt giải độc rất tốt. Thưa quý vị và các bạn, sau tai biến mạch máu não, ngoài di chứng thể chất, người bệnh còn đối diện với sự thay đổi lớn trong tâm lý. Theo thống kê, có khoảng từ 30 tới 50% bệnh nhân mắc trầm cảm sau tai biến và gặp khá nhiều rối loạn tâm lý. Tuy nhiên, vấn đề này thường không được bệnh nhân và người nhà chú ý nên không có phương pháp hỗ trợ phù hợp, dẫn đến quá trình hồi phục khó khăn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Ngày nào bà Lụa cũng cần mẫn tập đi cho chồng trong sân của Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Hưng Yên theo cách riêng của mình như thế này, với mong muốn sau này ông có thể tự đi lại được như xưa. Sau đợt tai biến diễn ra cách đây gần 3 năm, ông Loạn giờ đã không còn nhanh nhẹn và minh mẫn nữa. Các vận động bị hạn chế, ông nói cũng không còn tròn tiếng và đặc biệt tâm lý cũng thay đổi rất nhiều, tâm trạng bất ổn, dễ xúc động. Thì ông ấy quên hết, ông ấy biết gì đâu. Trước thì không cáu gắt nhưng mà bây giờ thì hay cáu gắt. Cũng giống như ông Loạn, những bệnh nhân đang được điều trị tại khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Hưng Yên cũng có những thay đổi tâm lý tương tự. Ông nhà tôi trước kia thì cũng nhanh nhảu hoạt bát, nhưng mà từ khi ông bị là ông hay cáu gắt và ông lười vận động lắm, ông ít nói lắm. Sáng ra ông cứ ngủ từ sáng đến trưa, tha hồ vợ con nói nào nói ông không chịu vận động. Thế nên trưa thì ông lại không ngủ, ông lại ra ngoài gốc cây ông ngồi chả làm nào được, ông không vận động, không nói được. Trước khi tôi chưa biết thì thiên nhiên hòa nhã, vui vẻ và chịu khó làm. Thế sau bị tai biến thì não có vấn đề, thế hay quên trí nhớ, tính cáu gắt và làm việc thì cũng muốn mau chóng mà chẳng đâu có đâu, trí nhớ bị kiểu như là lẫn rồi. Đó là những vấn đề chung về tâm lý mà các bệnh nhân sau tai biến thường gặp phải. Điều đáng nói là thường người thân chỉ nghĩ đến việc chữa trị về thể chất cho bệnh nhân, chứ không nghĩ đến vấn đề phải chữa lành vết thương tâm lý cho họ. Với những cái bệnh nhân tai biến mạch máu não thì sau khi tai biến thì họ có những cái biểu hiện như là yếu nhược nửa người hoặc nói ngọng và hạn chế về những cái vận động. Đấy là những cái biểu hiện về ngoại hình mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên bên cạnh đó còn có những cái biểu hiện về tâm lý mà có rất nhiều người bệnh nhân cũng như là người nhà bệnh nhân chưa quan tâm, cũng chưa để ý đến. Đó là những cái thay đổi về tâm lý bệnh nhân, họ có thể thay đổi từ trước kia có thể là rất hòa đồng với mọi người, vui tính. Nhưng mà sau khi tai biến họ có thể là mặc cảm với bản thân, mặc cảm với xã hội và hay cáu gắt với gia đình, với bất kỳ những ai ở bên cạnh họ. Bệnh nhân thậm chí là khóc, rồi có những biểu hiện là không phù hợp với cái vấn đề điều trị của các bác sĩ. Nếu như không được thấu hiểu và có phương pháp hỗ trợ hợp lý thì hậu quả là người bệnh trở nên khó chịu, từ chối điều trị, không có ý thức tập vật lý trị liệu, khiến khả năng hồi phục bị suy giảm. Qua đây có thể thấy vai trò của việc thấu hiểu người bệnh rất quan trọng từ cả phía gia đình và các y bác sĩ điều trị. Chúng tôi sẽ khích lệ tâm lý để tác động vào cái tâm lý cho bệnh nhân, để bệnh nhân có thể phối hợp với các bác sĩ về quá trình điều trị, cũng như là tư vấn cho người nhà về cái tâm lý của bệnh nhân hiện tại, về cái tiếp xúc của người nhà bệnh nhân đối với bệnh nhân thì nhẹ nhàng, cần phải hiểu và thông cảm cho bệnh nhân về những cái vấn đề bệnh nhân đang gặp phải, luôn luôn ở bên bệnh nhân để hướng dẫn bệnh nhân tập luyện. Chính sự động viên, chia sẻ, kiên nhẫn thuyết phục bệnh nhân luyện tập vật lý trị liệu sẽ tạo đà tiến đến phục hồi vận động.
Khi chức năng vận động phục hồi thì các vấn đề về tâm lý được tháo gỡ dần. Hai điều này sẽ song hành và hỗ trợ cho nhau để mang lại sự hồi phục tốt nhất cho bệnh nhân. Câu chuyện vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.